Xin chào chị. Dạ, hôm nay nhân dịp cuối năm, bên hội thiện nguyện và các nhà ủng hộ nhà báo hải ngoại yêu nước đến hỏi thăm và ủng hộ chúc Tết cho các gia đình. Dạ, sẵn dịp hôm nay bên hội cũng em có ghé thăm gia đình nhà chị và hỏi thăm để chúc Tết để ấm lòng của các anh chị, những người mà khó khăn. Dạ. Chị em hỏi thăm là như hiện tại cuộc sống mình vậy á, rồi thường ngày mình đi làm như thế nào để có tiền sống ở ngày á chị? Em thì không có mặn gì chứ, cũng như em có cái nghề mà cũng đưa nhắc nồi vậy đó. Dạ. Xin đồ cũ của người ta cho giải vô đâu đó. Dạ. Cái gì em đưa nhắc nồi em bán, mà lâu 2-3 tuần vậy mới bán được chục cặp. Dạ. Chục cặp được nhiêu chị? Chục cặp được 50 ngàn. 50 ngàn mà 2-3 tuần vậy mới được 50 ngàn, ít có bán được lắm, nó ế muốn chết luôn, bán không được. Rồi gửi cho anh Nu cũng đi qua bên nhà thờ anh bán lắm, chứ ở đây thì không có ai mua chứ. Dạ. Gửi đi ăn không? Dạ. Rồi chăng chị khi mà bị xảy ra tai nạn vậy đó, rồi chị giờ cảm thấy như thế nào, có khỏe không chị? Em thì cũng nhờ được đó, bây giờ ấy thì có cái khúc inox ơn sao á, đặt ơn sao á. Dạ. Rồi nó kêu là nè 4-5 năm lấy ra, mà bây giờ em không có lấy ra, nhưng không có khả năng lấy ra đó. Rồi giờ nó còn ê ẩm mình mấy hoài, nó mệt hoài vậy. Dạ. Chứ nó không có được khỏe. Cắt giò thì cắt, nhưng mà được cái là nó không có hành mình nóng lạnh này kia, nhưng nó cái khỏe phấn thì không chưa được khỏe không. Dạ. Tại vì có khúc thì bị hồi bị mấy chút thấy rồi mới cắt hồi Tết tới giờ đó. Còn chân bên này, chân bên đây bây giờ nó gì nè, nó hai cái chân nhỏ liệt hết trơn, nằm vậy đó mấy năm rồi á chị. Dạ. Nằm cái bỉ này cũng năm sáu năm gì rồi. Dạ. Nằm nó ăn nguồn. Dạ. Rồi giờ con cái con đứa con gái, nhỏ con gái mới đây đang đứng đây đó tôi rồi. Dạ. Nhỏ con gái hồi Mỹ là nó mới có 18 tháng đó, mà giờ nó lên 10 tuổi rồi đó, nhỏ gái á. Chạy đâu hả? Bỏ luôn. Không đi đâu. À. Bỏ biết đi đâu, mất tiêu luôn, có gặp mặt ai. Không theo ai rồi. Không biết theo ai, có gặp mặt ngoài gì đâu biết. Gì hả? Nó giả mang quá ha. Rồi vậy rồi đi ra nhà thương nằm được 3 tháng 5 ngày rồi cái đi về cái bỏ luôn tới bây giờ. Nhưng ông người cùng quê. Con tên gì? Lê Thương. Lê Thương hả? Rồi con thấy mẹ như vậy rồi sau này con có ước mơ gì không? Bỏ luôn tới bây giờ. Con có ước mơ gì? Có ước mơ gì? Ba Đầm rồi đúng. Ra học lớp mấy? Dạ lớp 3. Lớp 3 hả? Ba Đầm ở đây đi lên trển Hỷ Lai rồi vô Ba Đầm. Bữa nay nhóm em đến thăm chị cũng có quà với vị sĩ Tết. Chị ăn Tết vui vẻ. Về hoàn cảnh nó vậy rồi. Chúc chị thăm mới thì có nhiều sức khỏe. Để mà còn gần sống với con chứ. Rồi vậy nha. Rồi ăn Tết vui vẻ nha. Chào anh ạ, có một số anh em thiện nguyện và bên hội ủng hộ nhà báo và hải ngoại yêu nước đến để thăm hỏi và chúc Tết anh ạ. Dạ, anh cho em hỏi anh tên gì ạ? Tên Nguyễn Văn Đào. Dạ. Cái tình trạng anh bị tai nạn anh ạ? Bị rồi năm 2004. Dạ, anh bị năm 2004. Tới bây giờ là 12 năm. Dạ. Rồi bé gái này được mấy tuổi hả con? Dạ, em con năm nay 15 tuổi. Nói cái tai nạn cụ thể là như đi làm chợ hồ, điện giật, té xuống, và chấn thương 91%. Dạ. Từ bên dưới rốn trở xuống là mất cảm giác. Dạ. Từng ngực rồi. Trên ngực luôn á. Từ trên này nó mất cảm giác toàn bộ, chỉ còn có 9%.
9% mà bị mất hết 91%. Em có nghe nói là khi người ta nạn thì vợ anh bỏ đi vậy đó. Rồi lúc bị tai nạn thì lúc đó có vợ, sau này vợ nuôi được 7 năm. Dạ. Thì cũng vì hoàn cảnh lâm vào cảnh mà ốm đau bệnh tật thì lâm vào cảnh nghèo rồi túng rồi vợ mới có hướng bỏ đi. Thì năm nay cũng 5 năm rồi. Vậy như hiện tại như vậy thì cuộc sống của anh như thế nào để mình sống được qua ngày ấy anh? Thì cuộc sống thì mỗi ngày cũng nhờ, ví dụ như anh chị rồi mấy anh chị em rồi đó, có chồng có vợ rồi cũng nghèo nhưng mà cũng có làm được đồng tiền ra vô đó, cũng giúp đỡ cho chút đỉnh rồi của ở xóm ghiền với chính quyền địa phương rồi. Ừ. Cũng giúp đỡ. Ừ. Thì hiện tại là anh sống với ai ạ? Hiện tại sống thì trong hộ khẩu thì chỉ có hai cha con. Ừ. Ở nhà này, còn nấu cơm ăn thì mẹ ở trên nhà tránh nấu cơm bưng xuống. Ừ. Một em đến thăm anh thì cũng có chút quà với lì xì Tết cho hai cha con ha. Cảm ơn cố gắng cả các hảo tâm, các mạnh thường quân và các cô chú anh chị đến để giúp đỡ. Bên hội của em thì cũng không có cái gì lớn lao, chỉ có những phần quà Tết để chúc anh cháu nó được ăn Tết, cảm thấy được vui vẻ hơn, ấm lòng hơn. Dạ. Xin cảm ơn. Cảm ơn cô. Bà xã bỏ đi. Dạ, bỏ đi mấy năm năm rồi. Rồi con nữa sau này có ước mơ gì không con? À, con bây giờ như ước mơ con chỉ học, hiện tại là con học giỏi rồi sau này có thể giúp được cho cha và bà ngoại. Ước mơ là cái gì không? Con làm kiến trúc sư. Giỏi. Dạ. Con có dự định đi làm công viên tiếp sao? Em theo nghề võ chỉ là rèn luyện sức khỏe cho em với lại mà mình anh em đó. Mình ơn, học võ đi từ ba vậy rồi. So với cái cuộc đời của tôi hiện nay mà được cái sự giúp đỡ của quý bà con mà đến đây để giúp đỡ gì thì rất là mừng, rất là đáng quý báu. Vì nằm trong đó, nói tóm lại là trong suốt 12 năm rồi cũng lâm vào nhiều cảnh khó khăn. Hôm nay là cho quà như vậy là rất là mừng. Mà nói chung tóm lại là mình là chỉ biết cảm ơn thôi chứ không có biết nói gì thêm. Anh mẹ mình trước đây giờ vẫn sống ở chỗ này hả? Dạ đúng rồi. Rồi mình đã, bây giờ anh đi đứng sẵn. Dạ con không đi đứng đâu được. Chỉ chui đi ở đây là sáng chiều tối dạ. Sáng chiều thôi. Cái này là gần thơ ơm á. Út ở nhà bên phường á, cho gạo mà gạo kém hơn này đó. Mẹ nói kém. mình mua là gạo tốt nhất đó. Con đi thi trong nước. Dạ con đi thi ở thành phố. Thành phố hả? Dạ. Nhiều quá ha. Giỏi quá trời. Bạc nè, vàng phải không? Dạ. Giấy học con này lớn nhất cha con. Dạ vâng. Đồng không? Cái này đồng phải không? Dạ. Là cái bằng gì? Võ Phina đó. Đi trên thành phố hả? Dạ. À thế giỏi quá hả? Võ Phina đó. À. Rồi hy vọng trong tương lai chứ còn nhiều người quan tâm đến mình nữa. Dạ dạ. Vì cũng ở chắc có lẽ ở đây cũng xa quá, có nhiều người không biết. Dạ. Khi người ta không chung với anh đối với hai cha con cũng có hy vọng cái điều đó mà sẽ đến. Chứ ở đây anh em phải nói đi nãy đi rất là xa. Anh nói đây là đúng địa chỉ đó. Dạ. Ở vậy ha. Dạ. Thì cũng mong rằng cố gắng là em vượt qua cái khó khăn này. Dạ, dạ. Cuộc sống còn lại thì mình vậy rồi biết làm sao bây giờ. Dạ. Em biết gì anh? Dạ. Cảm ơn chị. Rồi cảm ơn. Dạ, chúc hai cha con tất cả dạ, dạ. Của anh chị dạ, nha. Buổi trường anh cũng thi cấp toàn quốc với anh đó. Thì anh không biết là có cơ hội với anh nữa không. Nhưng mà hy vọng là em cố gắng này, có nhiều huy chương nữa. Tại khi mà em có một huy chương á, ba nhìn những huy chương này ba sẽ rất là tự hào. Dạ. Không? Có nhiều huy chương lên thì làm cái niềm tự hào của anh em trong. Dạ. Mình thi đấu một, anh nói đây nữa là vì tinh thần thể thao được học giỏi mà mình cũng gì đó cũng gì nào giống như anh hồi đó hồi lúc mà anh còn nhỏ lớp 3, lớp 4 anh thi toàn quốc thì mà ba anh rất là vui khi mới có huy chương nó nhà anh cũng khó khăn nhưng mà vượt qua nó thì nó mọi thứ nó đều ổn anh hy vọng là mốt anh cũng được. Dạ, cảm ơn.